Giòn quá. Mẹ Trương, ôi đừng khóc nào, mẹ Trương. Mẹ Trương nhá. Thế bây giờ con uống chữa nhá. Ngoan nè. Thế mẹ bây giờ mẹ đi chơi đã nhá. Mẹ sẽ bảo anh bốn rồi trốn pha chữa cho con nhá. Trương nào. Bốn rồi trốn ơi. Con đem cho mẹ cái tã của em vào đây. Nhanh lên. Vâng. Mẹ đợi con một tí ạ. Con pha sữa mang vào đây cho em để mẹ cho em uống sữa nhá. Nhanh lên. Từ ngày có em bé không bao giờ được yên nữa. Chưa. Tã của em đâu? Đây tã đây. Sữa đây mẹ ơi. Mẹ thay cho em. Sữa của em đâu? Sữa đây. Để mẹ cho em bú. Em uống chữa nhá. Mẹ uống chữa đi. Hôm nay em bị ốm, em rất là quấy, mẹ phải chăm sóc cho em. Tính nữa con tự giác dọn dẹp nhà cửa, rửa bát hôm qua ăn đi, xong rồi chạy ra chợ mua thức ăn nhá. Nhân tiện con chạy ra bát tạp hóa ở đầu ngõ mua thêm cho mẹ hộp sữa cho em, nhớ chưa? Sữa của em sắp hết rồi đấy. Ôi, sao mà nhiều việc thế à mẹ, có mỗi một ngày nghỉ thôi. Ngày nghỉ giúp mẹ giúp em là đúng rồi. Thôi con đi, nhanh lên. Chuông quá. Làm em bé sướng thật đấy. Không phải làm gì cả. Suốt ngày được ăn các món ngon. Mẹ bế mẹ chiều nữa. Mình nghĩ ra rồi. Bố lồi rốn ơi. Quái lạ cái thằng này. Sai đi làm việc bao nhiêu lâu rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu hết. Bốn lồi rốn ơi, con đâu rồi? Ôi giời đất ơi, bốn lồi rốn. Con làm cái trò gì đấy? Lại dở trò gì rồi? Con cứ như thế thì làm sao mà con trở thành người lớn được? Con không thích làm người lớn nữa. Con thích làm trẻ sơ sinh cơ. Trẻ sơ sinh sướng ơi là sướng ấy. Từ bây giờ con sẽ là em bé sơ sinh. Hóa ra là con ghen tị với em à? Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ cho con một thử thách. Đấy là thử thách đồ ăn của em bé sơ sinh đối đầu với đồ ăn của người lớn. Nếu mà mẹ thua thì con sẽ được làm em bé sơ sinh ấy nhá. Vòng đầu tiên nhất định là mẹ sẽ đánh bại con. Nào, chúng ta cùng mở ra nhá. 1, 2, 3. Mở. Gì đây bị ta? Một củ cà rốt. Ở đây con có cà rốt ăn dặm cho em bé. Đấy, dặm mà. Tại sao người lớn lại ăn một củ cà rốt? Bởi vì người lớn có răng nên là người lớn có thể cắn cái củ cà rốt. Thì các bạn con ơi, cũng bột thôi. Mở ra mùi cà rốt rất là thơm luôn. Để mẹ con ra cùng ăn thử nha. Không thích vị cà rốt đâu. Ăn như ăn cháo vậy. Kinh quá. Sợ. Cái này ăn mặc dù màu nhìn rất ngon nhưng thực sự vị của nó. Mà cái này thì cũng không ngon lành gì đâu. Kinh quá. Mặn mặn nữa, nó được chế biến rồi. Nó lợ xong rồi. Nó không có dư gia vị gì đâu con ạ. Nói chung là tế đồ thì không ngon.
em bé phải ăn cái này hả mẹ? Các em bé khổ quá. Lương em bé. Thà anh củ cà rốt sống còn ngon hơn. Đấy, con cứ thích ở em bé đi. Ăn hết đi. Ăn đi. Không, ăn. Không ăn đâu. À, không. Vòng thứ hai, hãy chờ xem đồ ăn người lớn và đồ ăn trẻ em đối đầu với nhau là gì nhé. 1, 2, 3 mở. Yeah, lại biết món này rồi. Con có bánh kem cá vị dâu bổ sung canxi dành cho trẻ nhỏ, dành cho trẻ em. Đây, còn mẹ có kem cá của người lớn vị sô cô la. Chúng ta cùng bóc ra nhé. Trẻ em thì không được phép ăn lạnh, cho nên là đây là bánh cá, đây là kem cá không lạnh. Rất là giòn tan luôn, ăn như là bánh quy vậy mẹ ạ. Có vị sô cô la dâu. Cái cá của mẹ bên ngoài nó lớp vỏ ngay ra, nhưng trong có lớp kem mát lạnh, vị vani sô cô la ngất là thơm. Kem này cũng khá ngon chứ, giòn tan như là bánh xốp vậy. Vòng thứ 3, hai vòng vừa rồi, bốn lời dối đều đã ăn những món ăn không ngon. Lần này để xem là ngon hay không ngon nha các bạn nhá. 1, 2, 3 mở. Mẹ có gì vậy? Con có nước ép táo hữu cơ dành cho em bé. Mẹ có nước ép táo dành cho người lớn tất nhiên rồi. Nước táo ép của em bé 6 tháng tuổi thì sẽ như thế nào? Wow, ngon quá. Như là mình ăn một quả táo thật vậy. Được không? À, nó không có đường các bạn ạ. Đấy chưa, con nói của em bé ngon mà. Nước ép táo của người lớn thì có hương vị chua hơn. Nhưng cũng khá là ngon. Cái này ngon đánh giá là huề nhau, bởi vì mỗi cái có một hương vị riêng. Vòng tiếp theo, bốn lời dồn chắc là sẽ rất bất ngờ đây. 1, 2, 3 mở. Của mẹ sao ngon thế? Của con sao chỉ là một cái hộp gì đây? Của mẹ là gà rán và khoai tây chiên. Ở đây con có đồ ăn phẩm dinh dưỡng khoai tây. Thịt gà, khoay tây và rau tổng hợp xay lại với nhau ấy. Tại sao em bé lại phải ăn cái này? Đó là món ăn dặm đó. Làm sao mà em bé có thể gặm được một miếng thịt gà? Em bé bắt buộc phải ăn súp đồ ăn dặm mà lỏng lỏng thôi. Ừ, là con phải ăn thịt gà xay ra hả mẹ? Đúng thế. Sao mùi nó chua chua giống cái mùi cà rốt lúc nãy đấy hả mẹ ơi? Ăn thử đi, biết đâu lại ngon thì sao? Mẹ thì sẽ ăn trước đây. Đây là miếng thịt gà nhá. Miếng thịt gà chiên này. Ngon lắm. Và tê chiên. Giòn quá. Sao vậy con? Sao đó em bé ăn được cái này? Con không ăn nữa đâu. Hãy cho con ăn gà rán đi. Đâu, ăn thử nào. Để làm. Tưởng là ngon mà không ăn nổi. Nó như là nó hương vị hơi cà ri, khoai tây nhuyễn nhuyễn nhưng mà lại chẳng có gia vị gì, không ngọt, không mặn, không gì hết. Ôi, mình không làm em bé nữa đâu. Lợ lợ. Mình ăn gà khoai tây chiên. Đây. 1, 2, 3 mở. Wow. Cái gì vậy nhỉ? Ở đây con có mì múc. Mì múc của Nhật Bản. Mì dành cho trẻ em của Nhật Bản luôn. Còn ở đây chúng ta có mì udon hải sản. Wow. Ở trong này có 4 gói các bạn ạ.
mỗi gói chỉ bé siêu này thôi, đúng là dành cho trẻ em có khác. Ở đây có trẻ em. Ở đây có các gia vị này, hai loại gia vị, một loại màu đỏ, một loại màu xanh. Bây giờ mình sẽ cùng đi nấu nha. Vậy là mẹ con mình đã nấu xong bát mì của mình rồi các bạn ơi. Ở đây chủ tớ bát mì của tớ có hai cái mặt cấu trúc dễ thương ơi là dễ thương ý. Mà bát mì nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi đũa nhỏ nữa nè. Dễ thương nhỉ, mùi rất là thơm. Còn bát mì của người lớn thì sợi to ơi là to. Rồi còn có rất nhiều rong biển nữa. Chúng ta hãy cùng ăn thử nhé. Cho nó cái mặt gấu. Nó dai dai. Như kiểu là cá viên chiên nhưng mà cắt ra vậy. Ăn thử mì nha. Mì rất là ngon luôn mẹ ơi. Chắc đây mới là cái món ngon nhất từ trước đến giờ đấy. Đâu, thử sợi mì tí hon mà. Ngon. Nó giống một cái vị phở gà của Việt Nam các bạn ạ. Ngon lắm. Ăn không ăn không. Sợi mì rất là tươi luôn các bạn ạ. Cảm giác như họ vừa nặng xong sợi mì vậy. Mẹ ơi, sau các vòng thi vừa rồi con sẽ rút lại quyết định của mình. Con sẽ không muốn làm em bé nữa đâu. Con chỉ muốn làm người lớn thôi. Đồ ăn của em bé chán lắm. Đồ ăn của em bé mặc dù cũng có một số cái ngon, nhưng mà hầu hết thì vị đều rất là chán, bởi vì là nó không có nhiều gia vị. Và bây giờ video của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.